Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Napcam. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi đấu trường thử nghiệm của tướng mới nha. Rồi, với đấu trường thử nghiệm này thì chúng ta sẽ có 60 đá tím. Bên này thì chúng ta sẽ có kim cương, vàng, bụi kinh nghiệm và đá xanh. Và mình sẽ bắt đầu. Đây là đấu trường thử nghiệm của tướng mang tên là đứa trẻ hôn giả ha các bạn. Và với con tướng này các bạn có thể search hoạt hình Nhật Bản có tên là công chú sói thì phải. Đây là một trong những hoạt hình thuộc top những hoạt hình là đáng xem nhất các bạn. Thì các bạn có thể search và các bạn xem rất là hay nha. Rồi, ngồi bộ hình này thì các bạn có thể xem thêm một vài bộ khác của Nhật Bản, đó là Yonem nè, mộ đơm đớm hay thì lâu đài bay của pháp sư, thế giới linh hồn, đó là những bộ hình rất đáng xem các bạn. Rồi trở lại vấn đề chính nha, với cái team này thì các bạn hãy xếp team như mình. Tướng mới sẽ đứng đầu tiên, sau đó tới Lika, Oden, Numisu và sói. Rồi, mình đang xếp team làm sao để các bạn đánh dễ nhất luôn các bạn. Rồi mình xuống đây đánh team y chang luôn. Rồi các bạn để nguyên team vừa rồi luôn nha. Rồi đối với team này thì chúng ta sẽ cho cá vào, xong rồi cho con Nemo, Rizu cùng với Isa. Team này con Isa là carry chính các bạn nha. Và bộ phim hoạt hình của Miska này hình như là công chúa sói Monosuke đó các bạn, mình nhớ là như vậy, mà kiểu vậy á. Nhưng mà những con sói của công chúa kia thì rất là đẹp nha, nhìn thon gọn và hung dữ, còn cô gái thì nhìn rất gọn và xinh đẹp chứ không có mập lù mặc nguyên bộ đồ gấu như cái vị tướng mới của chúng ta nha các bạn. Rồi cùng với đó là cái, nếu mà các bạn nào mà muốn xem mộ đom đóm thì mình khuyên thật lòng các bạn chuẩn bị tâm lý nha, rất là dễ khóc ha các bạn. Bộ phim rất dễ lấy đi nước mắt của người xem. Còn hai ải cuối các bạn ha. Về con tướng mới này thì hiện tại thì mình chưa có đánh giá cụ thể nó như thế nào, nhưng mà con tướng mới này nó có một cái đặc điểm các bạn. Con tướng mới này bộ kỹ năng của nó thì nó có một chút lai lai. Cái đặc biệt nhất của vị tướng này là có kỹ năng tạo phiên nè, với lại gọi hai để vừa gây thêm sát thương, ngoài ra thì còn là công cụ tăng cơ phụ cho team nữa các bạn, rất ngon. Và kỹ năng nộ của anh ta nhảy xuống chọc ép gây trốn cũng khá lâu nữa. Ngoài ra còn có thêm cái hiệu ứng móng gấu trên đầu nữa các bạn. Rồi chúng ta cùng ngó qua lượng sát thương các vị tướng gây được trong team nha. Đây các bạn, sát thương của vị gấu của chúng ta cũng khá là nhiều và tăng cũng khá ổn ha. Thank you.
Rồi, cái này các bạn muốn dễ thì các bạn chuyển cái con Nara xuống để cho nó kéo Aeroid về là xong nha. Các bạn có thể thấy là Henrik với cái kỹ năng dựng tường chắn cái đồng minh của mình rất ok các bạn. Đáng lý ra là cái con Aeron nó bị Nara bổ chết rồi nhưng bây giờ có thể sống được nè. Và quẩy ngược lại ha. Còn các bạn thấy con Desira hồi máu rất là kinh. Rồi, như vậy là chúng ta vừa đi xong 6 ải của đấu trường thử nghiệm tướng mới rồi nha các bạn. Nhận cái rương vàng này thì nó sẽ mở khóa luôn cái rương kim cương kia. Còn các bạn đi cái đấu trường này các bạn chỉnh team thấp nhất là đi rất dễ các bạn. Cơ bản thì điện thoại mình đang mượn điện thoại của người khác. Điện thoại của mình lắc quá, mình không có chỉnh team này được các bạn ơi. Nếu các bạn chỉnh team ly và thấp thì các bạn dễ dàng đánh win được nha. Các bạn sẽ nhận thêm được 200 kim cương, chỉnh dễ lắm, các bạn cứ bỏ vào những con team những con cùi nhất cũng được. Level 300 nó bằng level của mình rất là dễ đi. Đó, tại vì nó bằng level của mình nên mình cơ bản thì cái này quá dễ rồi, các bạn chỉ cần thả vào, bên này nó còn không có xích nữa thì sao mà đánh lại team mình, bạn đó bỏ đại vào là cũng win nha. Ok, và video của mình đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Xin chào tạm biệt.